danh sách dự kiến tiêm vaccine COVID-19 của đội tuyển Việt Nam bất ngờ được hé lộ. Bản danh sách này cũng cho thấy phần nào bộ khung mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Dù V-League vẫn còn khoảng 6 đến 7 vòng đấu nữa, nhưng việc ông Park chốt khá sớm nhân sự cũng là một điều dễ hiểu. Trong phát biểu mới đây nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc từng chia sẻ sẽ không có quá nhiều thay đổi về mặt lực lượng. Tuy nhiên, chấn thương của Hùng Dũng đã khiến huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải thay đổi kế hoạch. Trong bản danh sách được tiết lộ, đáng chú ý khi khu vực trung tuyến của đội tuyển Việt Nam xuất hiện cái tên hoàn toàn mới mẻ, đó là Nguyễn Hải Huy. Hải Huy từng có cơ hội lên tuyển vào năm ngoái nếu không dính chấn thương nặng. Nhưng rất nhanh chóng, sau hơn 6 tháng, Hải Huy trở lại mạnh mẽ và chứng tỏ đẳng cấp vốn có. Anh cùng than Quảng Ninh bay cao khi đang đứng thứ 2 ở V-League 2021. Tài năng của Hải Huy đã được kiểm chứng nhiều năm qua. So với những tiền vệ trung tâm khác, Hải Huy là mẫu cầu thủ đa dạng và hội tụ nhiều kỹ năng hơn. Anh không ngại tranh chấp, chơi quyết liệt khi cần, nhưng cũng có khả năng dây dắt bóng, chuyền bóng ấn tượng. Trong sơ đồ hai tiền vệ trung tâm mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng, mẫu cầu thủ như Hải Huy, Tuấn Anh và Hùng Dũng rất được trọng dụng. Những yếu tố đó giúp Hải Huy trở thành nhân vật đáng chú ý thay thế cho Hùng Dũng. Lương Xuân Trường đang có một mùa giải thăng hoa cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ở vòng 6 V-League 2021, Xuân Trường được xếp đá cặp cùng với Minh Vương. Tiền vệ này đã chơi xuất sắc, không những khóa chặt Lý Nguyễn mà còn có những pha mở bóng khôn ngoan, tạo ra nhiều đột biến cho lối đá của Hoàng Anh Gia Lai, góp công rất lớn vào những thắng lợi 3 sao của đội bóng phố núi. Trong trận đấu với Hải Phòng, Xuân Trường tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và làm chủ khu vực trung tuyến của Hoàng Anh Gia Lai. Dưới triều đại Kia Tì Sắc, điều thay đổi dễ thấy của Xuân Trường đó là cầu thủ này chơi tự tin chứ không còn nhát bóng như trước đây. Việc Kia Tì Sắc thổi được ngọn lửa tinh thần lên tiền vệ này rất có lợi cho đội tuyển Việt Nam, bởi huấn luyện viên Park Hang-seo luôn xem Xuân Trường và Tuấn Anh là học trò cưng của mình. Với phong độ xuất sắc xuyên suốt V-League 2020, tiền vệ Cao Văn Triền là gương mặt duy nhất của câu lạc bộ Sài Gòn được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập hồi tháng 11 năm 2020. Cầu thủ quê Bình Định tiết lộ, anh rất bất ngờ khi lần đầu được góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia. Suốt 6 năm chơi bóng ở V-League, Cao Văn Triền luôn thi đấu đều đặn, bền bỉ bậc nhất. Năm mùa giải trước, anh ra sân tổng cộng 110 trận. Đến V-League 2020, ngoài trận mở màn gặp Sông Lam Nghệ An, tiền vệ này không nghỉ một phút nào, bất chấp lịch thi đấu trở nên dày đặc do thể thức thay đổi. Cao Văn Triền thể hiện sự đa năng trong từng pha bóng và giúp tuyến giữa trở nên vững chắc. Anh có thể coi như Hùng Dũng 2.0 và thầy Park sẽ xem xét kỹ phương án này. Theo kế hoạch của AFC, các trận đấu còn lại thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại UAE. Đội tuyển Việt Nam lần lượt đấu Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và UAE vào ngày 15 tháng 6. Dự kiến sau vòng 13 V-League, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 5. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 3 tuần tập luyện trước khi rút gọn danh sách cuối cùng và lên đường sang UAE vào ngày 31 tháng 5.